Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp. Trên đời vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Oh, oh, oh. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời, và gia đình thân yêu. Và bây giờ đây, Minh Quang xin phép được trân trọng giới thiệu
với sự hiện diện và góp mặt của hai bên gia đình chúng ta. Về phía đại diện gia đình nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phạm Thị Hoa, đó là mẹ của chú rể Nguyễn Minh, và ông Tiến là bác của chú rể. Một tràng pháo bước tay thật nồng nhiệt để chào mừng gia đình nhà trai của chúng tôi. Và thưa quý vị, về phía đại diện của gia đình nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Khang, là ông của cô dâu, đại diện cho đoàn đại biểu gia đình nhà gái. Vỗ tay thật nồng nhiệt để chào mừng gia đình nhà gái hôm nay. Và bây giờ đây, Minh Quang xin được cùng với đại gia đình hạnh phúc xin được cúi chào đến tất cả quý vị khách quý thân mến. Thưa quý vị, theo quy luật của tạo hóa, trai lớn dựng vợ và gái lớn gả chồng. Và trong ngày hôm nay, niềm vui của cô dâu chú rể được nhân lên nhiều lần hơn nữa, bởi vì đang được đón chào những tình cảm vô cùng thân thương tới từ quý vị khách quý, quan viên hai họ của hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Và thưa quý vị, bây giờ đây, một khoảnh khắc rất đẹp mà tất cả chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng trong vẻ đẹp tình yêu say đắm, trong vẻ đẹp tình yêu và hạnh phúc đó. Mà tình yêu hạnh phúc của cô dâu chú rể lúc này đã lan tỏa khắp căn phòng yêu thương của chúng ta. Xin phép được trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Nguyễn Minh và cô dâu Minh Thùy, xin phép được bắt đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, quý vị phải thấy rằng là ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ đều rất thuận lợi với cô dâu chú rể và hai bên gia đình của chúng ta. Và điều đó sẽ được tiếp diễn trong suốt quãng đường đi, và trong trái tim yêu thương hạnh phúc của cô dâu chú rể sẽ trường tồn và vĩnh cửu theo thời gian. Và bây giờ đây, cô dâu chú rể hãy bước lên phía trước ba bước nào, xin mời. Hãy trao cho nhau phần kỷ vật, đó là chiếc nhẫn tình yêu và hạnh phúc. Cô dâu, hãy đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên trên bó hoa hạnh phúc ngày hôm nay để đón nhận vòng nhẫn cưới yêu thương tới từ phu quân của mình. Xin mời. Nhẫn yêu thương đông đầy nỗi nhớ, khúc tình đồng hẹn ước mãi bên nhau. Anh trao cho em vòng nhẫn cưới tin yêu để minh chứng cho hạnh phúc của đôi ta đẹp tuyệt vời. Và kể từ ngày hôm nay, hai trái tim đã chính thức hòa chung một nhịp đập, hai tâm hồn đã quyện chặt với nhau, và họ sẽ nguyện siêu cho nhau một tòa lâu đài hạnh phúc ước mơ có nữa và cao mãi. Và bây giờ đây, xin tất cả quý vị khách quý sẽ cùng chứng kiến một nụ hôn ngọt ngào vào má của cô dâu mà chú rể dành tặng cho người vợ yêu của mình. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ đây một lần nữa, cô dâu chú rể sẽ quay trở lại trong vòng tay yêu thương của gia đình nào, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, ba mẹ là những người sinh thành ra con dâu chú rể, sinh thành ra các con, luôn luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất, những điều an lành nhất và hạnh phúc nhất đến với cuộc đời của hai con. Và tình yêu đó bằng tình cảm trong ngày hôm nay mà mẹ đã ủ bấy lâu, xin được giới thiệu và kính mời món quà yêu thương tới từ mẹ của chú rể sẽ gửi tặng món quà tới người con trai và con dâu của mình. Xin mời. My life is now missing peace. So as long as I live, I love you. We'll never hold you. You look so beautiful. Xin trân trọng cảm ơn món quà yêu thương tới từ thân mẫu của chú rể dành tặng cho người con dâu yêu quý trong ngày cưới hôm nay. Món quà tiếp theo, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị gái lớn của chú rể sẽ bước lên sân khấu để trao quà và chúc mừng hạnh phúc cho hai em thân yêu. Xin mời chị. Của cô dâu chú rể đã trải qua rất nhiều những sóng gió và thăng trầm, và cùng với đó là được sự vun vén của hai bên gia đình, đặc biệt là tình yêu của cô dâu chú rể đã đủ chín để ngày hôm nay quyết định làm lễ thành hôn về chung một mái nhà. Và thưa quý vị, sớm sinh quý tử đầu đời để ba mẹ có cháu bồng cháu bé.
Xin cảm ơn rất là nhiều món quà tới từ chị gái lớn của chú rể. Và món quà tiếp theo, xin mời chị thứ hai của chú rể sẽ trở lên sân khấu để mừng hạnh phúc cho em bằng món quà yêu thương. Xin mời chị. Xin được cảm ơn rất là nhiều món quà tới từ chị gái thứ hai của chú rể trong ngày hôm nay. Và món quà kế tiếp xin được giới thiệu và mời lên sân khấu món quà tới từ em gái út của chú rể. Xin mời em. Một lần nữa tất cả chúng ta sẽ cùng vang lên những tràng pháo vỗ tay của mình để cảm ơn những món quà yêu thương trong ngày hôm nay. Có bao nhiêu lần hôn nhau nữa, còn có bao nhiêu nhịp tim chung nữa, còn có bao nhiêu thắng trăng để hát ca cùng nhau. Cứ yêu đi đừng nghĩ gì. Đường dài thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế và cũng là được sự đồng ý, đồng thuận của hai bên gia đình. Và hai cháu đã đơm hoa kết trái, đã hiện nay đã có một cháu bé, cháu gái. Vậy rất là hạnh phúc. Thế vậy tôi cũng không lấy gì làm nói gì hơn. Chúc các cụ, các ông, các bà, hai họ mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Và sau đây tôi cũng mời hai họ và toàn thể trong hội hôn là nâng ly chúc mừng cho hai cháu hạnh phúc. Vâng ạ, con xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Về một lần tóc đấy như mơ, chờ em ngừng.
mãi. Nghìn lần mây trắng đang nghe trôi chân trời. Thanh thang phố hoa đang tựa lên buồn rồi. Anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó lời yêu mê say. Lời mùa xuân mãi mãi chỉ cần anh là người. Thời kỳ hẹn gặp đôi khi vẫn nhau vui vẻ. Nhưng trong lòng em không yên tình yêu trao anh. Nhìn lần mây trắng đang lên chuỗi trên trời, nhìn thang phố hoa đang vừa lên hôn rồi. Anh đi với em giữa trời hoa anh hát. Nụ hôn đó những lời yêu mê say. Lần một sớm mãi mãi chỉ cần anh bên người. Đôi khi hờn ghét đôi khi giận nhau vỡ. Nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Một ngày trên đôi môi lại gần hơn em sẽ bên mặt trời lại gần hơn em hay em trời ơi.
Trân trọng rất là cảm ơn tất cả các anh chị em, cô dì chú bác, các ông các bà đã đến tham dự buổi thành hôn của từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời.
thôi, riêng em mãi.